Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao. Và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba liều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng anh chị em, Thánh Phaolô nói với từng người trong chúng ta: Thiên Chúa bên cạnh chúng ta, đỡ nâng chúng ta. Chính vì thế, Ngài nói tiếp: Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Giêsu Kitô, cho dù là gian truân, đau khổ hay sự chết. Cảm nhận Thiên Chúa ở gần chúng ta, yêu thương chúng ta là điều mà nữ văn sĩ người Mỹ Maya Angelou đã cảm nghiệm. Cô nói nó đến trong một phút giây rất bình thường, nhưng có sức thay đổi phi thường chính cuộc đời của cô, làm cho cô trở thành một người hoàn toàn tin vào Chúa. Cô kể rằng: Khi ấy tôi mới 24 tuổi. Tôi đang là sinh viên của một trường đại học ở San Francisco. Khi ấy tôi là một người rất trần tục, nguội lạnh. Tôi không tin sự hiện diện của chính Chúa. Chính vì thế tôi sống theo bản năng của mình. Tình cờ trong một giờ học, thầy giáo nhờ tôi đứng lên đọc một đoạn sách. Và cuối đoạn sách ấy có những lời như thế này: Thiên Chúa yêu thương tôi. Tôi đứng lên và đọc một mạch, rồi sau đó khép sách lại, tôi ngồi xuống. Thế nhưng thầy giáo lại bảo đọc lại lần nữa. Tôi đứng lên và đọc với thái độ nóng nảy, cáo gắt, và đọc chế giễu những từ Thiên Chúa yêu thương tôi. Thầy lại bảo đọc lại, đọc lại. Sau 7 lần đọc như thế, tôi cảm nhận có một sự thật từ những lời tôi vừa đọc. Tôi cảm nhận được Thiên Chúa không bỏ rơi tôi, nhưng Ngài đang ở bên cạnh yêu thương tôi. Ngày phút ấy tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì cảm nhận Chúa ở với mình. Với sự hiện diện và yêu thương của chính Chúa, tôi được củng cố chính niềm tin của mình. Và tôi tin rằng tôi có thể làm được mọi việc, tôi có thể đối diện mọi sự, không đau khổ nào có thể quật ngã được tôi. Kính thưa quý ông bà cùng anh chị em, cảm nghiệm Thiên Chúa ở gần, yêu thương từng người trong chúng ta,
cũng là cảm nghiệm mà chính Đức Giêsu Kitô đã có trong bài phúc âm ngày hôm nay khi Ngài biến hình trên núi Tabor. Như chúng ta biết, Chúa Giêsu bắt đầu hành trình của mình lên Jerusalem. Trước đó hầu như Ngài rao giảng tại quê hương Galilee của Ngài. Dù có bị chống đối bởi những chức sắc tôn giáo Do Thái thời ấy, nhưng hành trình lên Jerusalem lần này, Ngài cảm nhận được khổ giá đang đến gần với mình. Chính vì thế ở Caesarea Philippi, chính Chúa loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất con người sẽ bị nộp, bị đánh đập, bị đóng đinh, bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sống lại. Trong thân phận một con người, chính Đức Giêsu Kitô cảm thấy hoang mang, lo sợ vì khổ giá Ngài sắp phải lãnh nhận. Chính vì thế Ngài dẫn ba môn đệ cùng với người lên trên đỉnh núi Tabor để gặp gỡ Cha, để lắng nghe Cha. Và trên đỉnh núi Tabor, Chúa Giêsu đã có được những trải nghiệm tuyệt vời, đó là cảm nhận được chính sự hiện diện của Chúa, được xác nhận mình là một người được Chúa yêu thương, con là con chí ái của Cha. Chính khi cảm nghiệm Chúa luôn ở gần mình, yêu thương mình, đã tiếp thêm sức mạnh cho chính Đức Giêsu Kitô để Ngài mạnh mẽ, can đảm đi lên Jerusalem, mạnh mẽ đối diện với thập giá, để rồi nhờ đó chu toàn thánh ý mà Thiên Chúa đang muốn Ngài thực hiện. Kính thưa quý ông bà cùng anh chị em, hơn mọi lúc trong chính cuộc sống, ngay lúc này đây, có lẽ mọi người trong chúng ta có từng cảm giác mà Maya Angelou đã cảm nghiệm, như Thiên Chúa xa vắng, hay chính Đức Giêsu Kitô đã cảm nghiệm trên hành trình lên Jerusalem của người, cảm nhận lo sợ hoang mang về một tương lai bất định. Chúng ta lo sợ đại dịch Covid viếng chúng ta. Chúng ta sợ mình sẽ là nạn nhân kế tiếp. Đôi khi một số người trong chúng ta cảm nghiệm dường như Thiên Chúa vắng mặt, quảnh mặt trước nỗi khổ đau của chúng ta khi người thân của chúng ta chết vì Covid, khi chúng ta là nạn nhân bị cách ly tại các bệnh viện dã chiến vì chúng ta là F0, F1. Đôi khi chúng ta cảm nghiệm được dường như Thiên Chúa quên chúng ta đi khi chúng ta đang ở trong cảnh khốn cùng, đang đói, đang khát, đang thiếu lương thực, thực phẩm, đang thiếu tiền. Những điều ấy làm cho chúng ta có cảm giác dễ oán trách chính Thiên Chúa. Nhưng điều mà Chúa và Giáo hội mời gọi mọi người trong chúng ta là hãy bắt chước Maya Angelou, tâm niệm Thiên Chúa luôn yêu thương mình, hay hành động giống như Đức Giêsu Kitô là bước vào đời sống cầu nguyện để rồi gặp gỡ chính Thiên Chúa, để Ngài nói cho chúng ta biết Thiên Chúa bên cạnh chúng ta, yêu thương chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta trong cảnh khốn cùng của chính cuộc đời của mình, nhưng Ngài đồng hành, Ngài cùng chịu với chúng ta, cùng vác thập giá với chúng ta, cùng đang tiếp sức chúng ta chống trả những đau khổ mà cơn đại dịch Covid gây ra cho từng người. Cảm nhận được Chúa hiện diện yêu thương từng người trong chúng ta sẽ là sức mạnh trong những lúc yếu đuối của chính cuộc đời mỗi người. Cảm nhận được Chúa hiện diện là niềm hy vọng trong lúc tuyệt vọng của từng người trong chúng ta. Nếu trên đỉnh núi Tabor, chính Đức Giêsu Kitô đã cảm nếm được trải nghiệm tuyệt vời lắng nghe được lời yêu thương của Cha, thì trên đỉnh núi Tabor cũng tỏ lộ cho chúng ta về vinh quang vĩnh cửu trên nước trời. Đó là hạnh phúc bất tận mà Phêrô muốn ở đó, và tất cả mọi người chúng ta đều hy vọng được lên đó. Nhưng để được hạnh phúc nước trời, cần phải trở về với chính cuộc sống hiện tại
cần phải đón nhận thập giá qua mỗi ngày sống, mà cụ thể nhất là đại dịch đang đến gần với từng người. Đó có thể xem như là một khổ giá mà Chúa đang gửi đến từng người trong chúng ta để bảo chứng cho hạnh phúc thiên đàng bất diệt. Vì có khổ giá thì có vinh quang phục sinh đang chờ đón cho từng người trong chúng ta. Ngay lúc này đây có thể mọi người chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa đang ở gần mình, đang yêu thương mình. Không chỉ trong những lời tâm niệm Thiên Chúa yêu thương chúng ta, không chỉ trong việc cầu nguyện, mà ngay trong thánh lễ này chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Với lời truyền phép, chính Chúa hiện diện trong hình bánh rượu với chúng ta. Khi chúng ta rước lấy mình Thánh Chúa thì Thiên Chúa ở trong từng người, trở thành máu thịt trong chính cuộc đời của chúng ta. Đó là lúc mà chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Chúa, cảm nếm trước hạnh phúc thiên đàng mà Chúa đang mời gọi từng người. Chính vì thế, trong thánh lễ ngày hôm nay, lễ Chúa hiển dung, xin cho mọi người trong chúng ta ý thức Thiên Chúa đang hiện diện, đang yêu thương từng người trong chúng ta. Chính cảm nghiệm này sẽ giúp cho chúng ta can đảm đối diện với những khó khăn đang xảy ra trong chính cuộc đời của mình, để rồi nhờ đó giúp cho mọi người trong chúng ta mạnh mẽ can đảm đón nhận thập giá mà Chúa gửi đến qua đại dịch, để rồi nhờ đó chúng ta sống trong niềm hy vọng, hy vọng mình sẽ được phục sinh vinh hiển, sẽ được nước thiên đàng chờ đón trong ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô ngự đến. Amen.